Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với buổi xe thực thi. Rồi, giới thiệu quý anh em một cây hải châu chân rễ, một dòng lá đẹp và cây hiện tại đang cho trái rất là nhiều trên cây nha. Một cây này cây bonsai tầm trung nha quý anh em. Rồi, mình xem thi quay một vài vòng tổng quan quý anh em tham khảo cây. Cái hải châu người ta sưu tầm được những cây chân rễ như này thì nó cũng lâu lâu mới có nha quý anh em. Hải châu thì khá là hiếm những cái cây chân rễ. Cây này nó cũng khá là hay nha. Kính mời anh em xem tổng thể cây. Đây là một cái cây mà sẽ tầm trung, một người bê nặng tay. Anh em xem khi vừa về là tiến độ sẽ quay chi tiết hơn cho anh em tham khảo. Cây cũng khá là hay, có những viên đá từ xa, viên đá này là được ghép vào nha. Hiện tại nó còn ôm khá là cứng rồi, khá là cứng rồi. Rồi thông số. Thông số thì mình sang thi thông báo luôn, tại vì đã đo rồi mình sang thi thông báo cho quý anh em xem thông số cái hoành nha. Hoành tại cái khu này, hoành tại cái khu này thì mình sang thi đo cái khu eo này nè, đo tầm khoảng 26 nha, khoảng 26. Và cái chân rễ lớn nhất nó khoảng 14, chân rễ lớn nhất 14. Và cái chiều cao của cây tính từ mặt B lên tới ngọn là 60. Và phủ tán rộng nhất là 45. Cái chậu này là chậu đắp tròn đắp nổi và đường kính chậu là 35. Đường kính chậu là 35. Cây rất là đẹp. Cây đang cái dòng đây là dòng hải châu độc đỏ nha quý anh em. Đây. Hải châu độc đỏ này. Đây cho trái rất là nhiều. Lứa trái đầu tiên và lứa hoa tiếp theo nè quý anh em. Hoa tiếp theo này. Đây là lứa trái đầu tiên nha. Trái đầu tiên. Cây này là cây bonsai tầm trung nha quý anh em, một bề rất nặng cây nha. Đây là cái lứa trái đầu tiên này. Hải châu năm nay thì nó cũng hơi muộn. Cây này nó cũng khá là hay, nó nứt từ trong thân nứt ho ra trái luôn. Dưới này nó có một cái chân cái mầm mà nó cũng đã ra ho ra trái luôn. Dòng này nó rất là xinh trái. Tất cả những chân rễ đều sống hết nha quý anh em. Viên đá này là ký nha, ký đá nhưng mà nó đã ôm chặt rồi, rất là cứng rồi. Ôm rất là cứng rồi. Cây là khá hay. Chỉ cần thì tầm tương đối rồi, 70-80%. Chúng ta chơi xem bộ họ trái này người ta lọc dần. Cây rất rút ngọn và cây hầu như là không có mặt cắt luôn. Cây không có mặt cắt luôn nha quý anh em. Quý anh em rất là đẹp nha, trái này. Trái chưa, nó còn vẫn còn màu xanh nè, nó chưa ngày qua. Lượng trái này thì người ta chơi khoảng 3 tháng nữa. Ngay cả cái đợt trái đầu tiên thì người ta chơi còn hơn 1 tháng rưỡi nữa. Và cây tiếp tục cho hoa. Cây này rất là khéo. Cây này ưu điểm của nó là cây không có mặt cắt, hầu như là không có mặt cắt. Và một cái cây chân rễ khá hay. Dòng hải châu chúng ta có những cây chân rễ thì lâu lâu mới có. Lâu lâu mới có những cây chân rễ. Cây ok lắm nha quý anh em. Cây này cũng sai một người bên nặng tay nha. Cây này thì mới xanh đi chào giấy lưu của anh em 11 triệu. Bao ship cả hai cả chợ, ship tận nhà, ship toàn quốc. Buổi đêm xem kỹ hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Cây khá là hay. Rồi 11 triệu bao ship.